Ngày hôm nay thật sự tôi cũng không có chuẩn bị đề tài, tại vì tôi đã có mời một người luật sư là bạn học của tôi ở trường luật ở UCLA khi xưa, và định nói về luật di trú, nhưng mà luật sư đó cuối cùng lúc cuối phút cuối thì lại có việc gia đình nên không có thể đến phòng thâu được. Như vậy đó thì nếu mà quý khán thính giả ngày hôm nay nếu có câu hỏi và trong một cái lĩnh vực về luật mà tôi biết thì tôi sẽ trả lời. Hôm nay mình sẽ nói tóm tắt về cái việc ra tòa. Ra tòa thì cũng có nhiều cái lý do để ra tòa, nhưng mà khi ra tòa thì ra tòa cho cái việc gì, cho một cái vấn đề dân sự, hình sự hay là chỉ là vi cảnh thôi, hay là ra tòa cho cái việc khai phá sản ở bên tòa bên liên bang. Bây giờ mình nói nôm na về hình sự, hay là dân nói về nôm na nói về dân sự trước đi. Và trước khi tôi trước trước khi tôi trình bày đó thì tôi xin nói một phần là tại vì tôi có làm việc cho tòa, và khi mà tôi nói ở trên đây hay là trả lời những câu hỏi trên đây đó, tôi trả lời với tư cách là một người luật sư hay là một người biết về vấn đề thông dịch, chứ không phải là tôi thay mặt cho tòa hay là đại diện cho tòa để trả lời những cái câu hỏi đó. Tôi xin nói rõ vấn đề đó. Bây giờ mình hãy nói về một cái vụ kiện dân sự rồi ra tòa làm sao. Thường đó người Việt mình không có hiểu rành, hay là có thể là chúng ta tại vì cũng cũng có hai vấn đề về phương diện ngôn ngữ và về cái kiến thức về luật. Do đó có rất là nhiều người bị kiện vì lý do gì đó, bị kiện trong cái vụ kiện dân sự. Thì thường thường trong cái vụ kiện dân sự đó, khởi đầu vụ kiện là cái đơn kiện, và khi mà cái người kiện mình đó họ kiện mình thì nếu mà họ làm đúng đó thì họ phải tống đạt cái đơn kiện đó đến cho mình. Có nghĩa là họ phải giao cái đơn đó đến cho mình, cho người giao. Thì tống kiện cái đơn, tống tống đạt cái đơn kiện đó nó cũng có nhiều cách. Người ta có thể nhờ một cái người chuyên nghiệp, Việt Nam mình hồi xưa theo luật hồi xưa thì có thừa phát lại đến để tống đạt cái đơn đó, hoặc là họ có thể nhờ một cái người nào trên 18 tuổi không có liên quan tới vụ kiện, đến tống đạt cái đơn kiện đó đến cho mình. Họ có thể đưa tận tay, hoặc là sau nhiều lần mà họ cố đưa tận tay mình không được, mình không có ở nhà, hay là họ tìm mình một vài lần không được, thì họ có thể đưa cái đơn kiện đó cho một cái người trên 18 tuổi ở nhà. Rồi sau đó họ về họ gửi một cái bản sao của cái đơn kiện đó đến nữa. Thì như vậy là họ đã tống đạt cái đơn kiện đúng thủ tục rồi. Có rất là nhiều người hiểu lầm là như vậy. Khi mà mình nhận được cái đơn kiện đó, họ nói ồ tôi không có ký, tôi không có ký, do đó tôi không cần phải trả lời, không cần làm gì hết á. Tại vì cái đơn kiện đó khi người ta kiện mình, người ta tống đạt cái đơn đến, thường nếu người ta đưa tận tay đó thì mình có thường cái đây là đơn kiện dân sự nhé, không nói không mình chưa có nói về những cái vụ kiện đuổi nhà. Tại vì vụ kiện đuổi nhà cái thời gian mà để trả lời cái đơn kiện nó khác. Đơn kiện dân sự bình thường đó thì mình có 30 ngày kể từ ngày mà được tống đạt tận tay để trả lời cái đơn kiện đó ở trong tòa. Mình phải để nạp một cái trả lời, có thể là mình xin bác cái đơn kiện đó, có thể là mình trả lời rồi mình nói là tôi phủ nhận những cái điều người ta kiện tôi ở trong đó, và chúng tôi sẽ nó ra tòa để tranh tụng về cái phần đó sau. Xin lỗi, tôi có một cái câu hỏi của khán giả gọi vào để tôi bắt rồi tôi sẽ tiếp tục trả lời. Dạ xin chào, tôi là luật sư Kiệt đây ạ. Alo. Dạ chào cô, nếu mà cô có câu hỏi, cô đặt câu hỏi và tôi được thì tôi sẽ trả lời cho cô. Dạ, chào luật sư. Tôi có một cái sự việc thì tôi muốn hỏi luật sư. Tôi với mẹ tôi đó là cùng chung một chiếc xe. Tôi là người đứng tên. Dạ, tôi đứng tên chiếc xe. Tôi là chủ nhân chiếc xe. Rồi tôi có lên mẹ tôi vô. Đó, mẹ tôi thì cũng lớn tuổi rồi, 70 tuổi rồi. Thì bà ta đã vừa đi, bà bị accident nhẹ thôi. Nhưng mà bên kia họ kiện á, họ đòi tiền, mà tôi thì tôi mua cái insurance á là có 20.000 tiền hoàn toàn thôi đó, cho nên bây giờ bên kia thì nó cũng đi bác sĩ sao đó, nó đòi cũng 10.000 rồi. Thì bây giờ tôi sợ cái tình trạng nó sẽ tiếp tục nó đòi nữa, mà tôi á, mẹ tôi thì không có tài sản gì hết, bà già rồi, cho nên bà chỉ lãnh cái tiền già thôi. Còn tôi á, thì tôi có nhà, tôi có đúng trên căn nhà. Vậy biết trường hợp đó thì có ảnh hưởng gì đến tôi không ạ? Dạ thưa cô, nó là như vậy.
khi cô đứng tên một chiếc xe, cô để cho một cái người lái, rồi họ bị đụng. Bây giờ mình nói từng chập đi. Trước hết đó, tại vì mình có bảo hiểm, nhưng mà bảo hiểm mình cái phần bồi thường đó mình mua thấp, do đó không biết là, cô nói là bên kia đụng nhẹ thôi, nhưng mà thật sự không biết là bên kia thương tích của họ đó nó lên đến mức độ nào. Nếu mà cái thương tích của họ nó đi quá cái mức mà cái phần bảo hiểm, cái phần bồi thường của bảo hiểm mình mua đó, tiếng Anh nó gọi là cái policy limit đó, thì cái người mà bị mình đụng đó, nếu mà lỗi của mình đó, họ có thể đi theo, họ thư kiện tiếp tục để họ đòi cái thiệt hại của họ. Thì bây giờ nếu mà nó trên cái phần mà bảo hiểm phải thường, phần mà mình mua đó, bảo hiểm thường mà mình mua, phần bồi thường mà mình mua đó, thì về cái phần, bây giờ nói từng người đi, về mẹ cô, nếu mà cô nói là mẹ cô là 70 tuổi, không có làm, không có tài sản gì hết, thật sự nếu mà người ta có kiện đó về mẹ cô đó, thì người ta cũng có thắng đi nữa thì người ta cũng chỉ được có cái án thôi. Cái án không phải là bắt động mình, không phải là tự động mình phải có trả tiền cho người ta, cái án người ta phải đi thi hành án. Thi hành án người ta siết cái này siết cái kia, nhưng mà nếu mà mình không có gì hết thì người ta cũng chẳng siết được. Và cái số tiền, nếu mà mẹ cô ở cái tuổi đó mà có lãnh tiền của nhà nước đó, những cái khoản tiền đó luật Cali được cho phép là không có bị siết, không có bị siết. Có nghĩa là thí dụ mẹ cô có lãnh, thí dụ 1.000 một tháng đi, bỏ trong một cái chuyên mục ngân hàng, mà cái chuyên mục ngân hàng đó là chỉ để dành cho cái tiền của nhà nước cấp cho mình đó, bỏ vô trong đó thôi, không có bỏ những cái tài tiền của người khác cho hay gì vô trong đó, là mình không có. Đặc biệt là chỉ cái chuyên mục này, mình nói với nhà bank là tôi chỉ dùng cái chuyên mục này để nhận cái tiền trợ cấp của nhà nước thôi. Thì như vậy đó, những cái người chủ nợ mà có trác của tòa đi nữa đó, họ vô ship thì nhà bank sẽ nói là cái chuyên mục này đó là một trong những cái loại chuyên mục mà của tiền cấp dưỡng của nhà nước, và luật thì không cho, luật Cali không cho ship cái số tiền đó. Đó là phần của mẹ cô. Trở lại cái phần của cô đó, thì nếu mà cô đứng tên chiếc xe thì cô cũng có trách nhiệm, nhưng mà cái trách nhiệm đó nó có thể có, nó có sự giới hạn. Là như vậy, nếu mà mẹ cô dù là 70 tuổi nhưng mà vẫn là cái người lái xe cẩn thận, thường không có bị giấy phạt, không có bị đụng xe trước đây nhiều lần, thì cái trách nhiệm của cô nó sẽ được giới hạn ở mức là, theo tôi hiểu là bây giờ chỉ là 15.000 thôi. Nếu mà insurance trả không hết thì cũng cũng giới hạn 15.000. Còn nếu mà cô biết là mẹ cô là một cái người lái xe bất cẩn, đã từng có giấy phạt, rất là nhiều giấy phạt trước đây, hay là gây ra tai nạn thường xuyên, rồi cô vẫn để cho mẹ cô lái chiếc xe của cô, thì cái trách nhiệm của cô đó nó có thể không có giới hạn. Do đó phải tùy thuộc về cái người mẹ của cô, nếu mà coi cái quá trình lái xe của mẹ của cô đó nó có giấy phạt nhiều hay không, có bất cẩn nhiều lần rồi bị phạt hay là gây ra tai nạn hay không. Do đó cái trách nhiệm nó tùy thuộc vào cái sự mà có bất cẩn hay là chạy xe cẩu thả của mẹ cô hay không. Dạ. Dạ, thưa luật sư, tại khi tôi mua bảo hiểm á, với lại tôi cho mẹ tôi lấy xe đó, thì tôi có lên tên của mẹ tôi vào, tức là tôi là chủ cái xe, nhưng mà người lấy xe nữa đó là có tên mẹ tôi được lên vào luôn khi tôi mua bảo hiểm. Vậy thì tôi hiểu, thì bảo hiểm trả đó, khi bảo hiểm họ trả tiền đó thì họ chỉ trả đến cái mức mình tối đa mình mua thôi, cái policy limit. Họ chỉ bồi thường, thí dụ mình mua, tại vì thường thì mình muốn mua rẻ, không có trả tiền bảo hiểm nhiều, thì mình mua rẻ thì họ không có bao, họ chỉ bao đến giống như cô nói là 20.000, 30.000 gì đó, thì họ chỉ bao đến mức đó thôi. Rồi sau khi mà, nếu mà cái thiệt hại cho người kia, thì người kia bị tàn tật cả đời hay là bị thương tích rất là nặng, bị gãy xương hay gì đó, thì cái 20.000, 30.000 đó nó không đủ, thì người ta có thể đi theo mình để người ta kiện. Kiện thì giống như hồi nãy tôi đã trình bày là kiện, nếu mà kiện mẹ cô thì cũng rốt cuộc rồi tôi nghĩ là cũng chẳng chẳng lấy được gì. Còn về phần cô đó, trách nhiệm của cô đến mức độ nào tùy thuộc vào cái cô có biết là mẹ cô lái xe có cẩu thả hay là không. Nếu mà cô biết cẩu thả mà cô vẫn cho mẹ cô lái thì có thể cô lãnh trách nhiệm, nó không có giới hạn. Còn nếu mẹ cô là một người lái xe rất là cẩn thận, đây là chỉ là cái chuyện không may thôi, thì cái giới hạn nó chỉ giới hạn tới 15.000 đô về phần của cô. Nhưng mà cái bảo hiểm thì người ta sẽ lấy cái, có thể là nếu mới bị thiệt hại nhiều đó, thì cái người bị mình đụng họ bị thiệt hại đó, họ có thể là lấy hết cái số tiền của bảo hiểm rồi đó, thì họ đi kiện, thì về phần của cô cũng cũng giới hạn tới có 15.000 thôi. Ok, dạ. Tôi á, tức là bản thân tôi mà làm chủ, chứ hiện giờ tôi có tài sản là một căn nhà đó. Thì Dạ. coi như nó mà có chuyện tới nữa thì nó cũng giới hạn thôi ha. Giới hạn nếu mà mẹ cô là một người lái xe cẩn thận, không có
không có phải là cái người cẩu thả mà cô biết phải không? Nếu mà cô biết mẹ cô là cái người lái xe bất cẩn, cẩu thả, từng bị nhiều giấy phạt, từng bị gây ra nhiều tai nạn, thì có thể là họ có thể kiện xong họ siết nhà cô được, còn không thì họ không có thể, họ chỉ cái giới hạn chỉ là 15 ngàn thôi. Và cô có bảo hiểm đó, thì nếu mà họ có kiện bảo hiểm, một là bảo hiểm có hai chọn lựa, một là bảo hiểm trả cho họ 20 ngàn rồi phủi tay đi. Nếu bảo hiểm không chịu trả hết cái đến cái mức mà cô mua đó, mức tối đa mà cô mua đó, mức bồi thường tối đa mà cô mua, thì bảo hiểm phải đứng ra, có luật sư đứng ra đại diện để biện hộ cho cô với mẹ cô khi mà bị kiện. Rồi sau đó cái phần bồi thường đó thì có thể là lên chỉ đến mức cái tiền mà mình mua thôi. Cảm ơn cô đã gọi. Bây giờ đã đến lúc nghỉ cho cái phần thông tin thương mại. Sau phần thông tin thương mại thì mình sẽ trở về, và xin lỗi là mình sẽ trở lại nói tiếp về cái thủ tục khi ra tòa.